Em chào các bác nhé. Hôm nay thì một cái video ngắn về một cái dụng cụ rất là cần thiết. Hôm nay thì em mới về lò xo. Lò xo con sâu nhé. Tất cả các lò xo. Thì bên đại lý em là bên đại lý dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ kìm kéo. Chắc chắn là các bác làm vườn cũng có những cái kéo, nó có những cái dòng lò xo này. Hôm nay thì em sẽ chi tiết về từng mẫu lò xo của từng chiếc kéo một. Để các bác mà cần cái mẫu lò xo nào, các bác liên hệ tới bên em nhé. Những cái lò xo này nếu như là bên em đi thì em lấy rất chi là dễ. Còn đối với các bác mà ví dụ như hỏng một chiếc lò xo này rất chi là khó mua. Các bác không biết mua ở đâu được cả. Thế thì khi các bác mà quan tâm tới dụng cụ cây cảnh, dụng cụ làm vườn nhà em, đấy, kéo này các bác mà hỏng thì các bác mua cái dụng cụ gì, các bác có thể báo em thêm một chiếc lò xo này nữa nhé. Đây là lò xo con sâu. Cái lò xo con sâu này thì làm cái lò xo các bác rất chi là khó tìm ở trên thị trường. Đấy, nhưng riêng bên cơ sở em sẽ có hết để phục vụ các bác. Số lượng thì rất chi là nhiều. Đấy. Hôm nay thì gửi tới các bác cái dụng cụ nhỏ như này thôi. Bởi vì ngày nào cũng giới thiệu kìm kéo rồi. Hôm nay thì giới thiệu lò xo. Còn đây là cái mẫu lò xo loại phổ thông, chuyên dụng mà các bác hay dùng nhất. Đấy, rất chi là nhiều nhá. Nhà em cái này thì lúc nào cũng sẵn nhưng mà em cũng ít đăng tải, cho nên là nhiều bác cũng không biết được. Đây là cái lò xo, cái mẫu phổ thông của kìm kéo nhá. Thì các bác dùng cái lò xo này. Đấy, cái lò xo này thì nhà em lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ các bác. Và còn hai mẫu lò xo nữa cơ. Tùy thuộc thôi các bác cần lò xo nào. Những cái mẫu lò xo đa số là các bác rất chi là khó tìm thì bên nhà em sẽ có hết nhá. Đây. Và khi các bác mà xem được cái video này, các bác đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn, dụng cụ là bonsai, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nhé. Để mỗi khi em đăng tải những cái dụng cụ hay gì về đồ bonsai, đồ cây cảnh, các bác sẽ nhận ngay được những cái thông báo của nhà em nhé. Đấy, đây là cái đục, xin lỗi, cái lò xo này, đây cũng là lò xo con sâu, lò xo loại nhỏ này. Đấy, và tiếp theo sẽ là một loại lò xo khác nữa nhé. Cái lò xo này thì các bác sẽ dùng nhiều hơn này. Cái lò xo này bác nào làm cây cảnh thì chắc là cũng đang cần tới 1-2 chiếc để sơ cua. Thì khi các bác mà có đặt cái dụng cụ gì của nhà em, các bác đang cần thì liên hệ luôn. Số điện thoại của nhà em thì sẽ là số 0888 636 138, và số điện thoại 0869 054 295. Đấy là hai số điện thoại chính của nhà em chuyên cung cấp và tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ kìm kéo, dụng cụ làm vườn, dụng cụ bonsai. Thì đây là những cái lò xo thật sự nếu như lúc hỏng thì nó rất chi là quý đối với các bác làm kìm kéo. Thì khi các bác mà đặt một cái sản phẩm gì của bên em, các bác thiếu một chiếc lò xo này thì bảo em luôn nhé. Em sẽ gửi cùng luôn để tiện cho các bác trong cái công việc làm vườn đầy đủ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác một cái dụng cụ rất chi là hay, chuẩn bị Tết đến xuân về rồi. Chắc chắn là bác nào cũng muốn một cái bộ bàn ghế nhà mình luôn bóng đẹp. Thì nhà em có xi đánh gỗ nha các bác nhé. Đây là những cái hộp xi đánh gỗ này. Cái hộp xi này nó sẽ giúp gỗ, những cái bộ bàn ghế của các bác nó sẽ bóng nhoáng và nó rất chi là đẹp. Đấy. Thì hôm nào em sẽ test thử một cái video trực tiếp để các bác xem. Cái lọ xi đánh gỗ này thì các bác sẽ đánh được rất chi là nhiều lần nhé. Chỉ cần một lần thôi thì những cái phiến gỗ ở những cái bộ bàn ghế của bác sẽ rất chi là bóng mượt và đẹp, mịn màng. Đấy. Từ một bộ bàn ghế đang xước, đang loang màu thì các bác hãy sử dụng một cái lọ xi đánh gỗ này nhé. Cái dụng cụ rất chi là hay. Thì bên nhà em có rất nhiều dụng cụ nhưng mà nói thật là em cũng lười, cũng không thể đăng hết được. Thế nên khi các bác mà cần cái gì thì cứ alo trực tiếp tới em nhé. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ như là cái sản phẩm của nhà em. Thì lò xo con sâu này, các loại em vừa mới giới thiệu rồi. Và tiếp theo nữa là dây rút nhé. Dây rút thì các bác làm cây cảnh chắc chắn bác nào cũng cần. Em sẽ có đủ loại từ ngắn dài, đủ hết. Đây là cái dây ngắn nhất này, rất chi là nhiều nhá. Vì video này em chỉ đăng tải như thế này thôi.
để các bác mà xem được thì biết là nhà em có những cái dụng cụ hay như này. Những cái dụng cụ nhỏ này thực sự là em rất chi là lười đăng, nhưng mà rất nhiều bác cần lò xo của Kìm Kéo. Đây là cái lò xo con sâu, rất chi là tiện ích đối với các bác làm kìm kéo nhé. Thế video ngắn này em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm tới kênh, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em về rất nhiều những cái sản phẩm hay về nông nghiệp, về làm vườn, về làm cây cảnh. Em chào các bác nhé và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.